Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thiên Nguyễn. Hôm nay em soạn ra 3 mẫu đồng hồ nam, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng hay còn gọi là hàng bãi Nhật. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok. Em đã đánh mã số trên từng sản phẩm rồi, các bác ưng ý mã đồng hồ nào, mã số nào thì liên hệ vào Zalo 0931008099 để em gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sản phẩm đồng hồ em không nhận ship CD, vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Bây giờ mình đi vào chi tiết từng mẫu đồng hồ nha. Đầu tiên đây là đồng hồ có mã số 2. Size của đồng hồ như sau, chiều ngang cả núm là 25, chiều xuôi là 29. Mình cùng xem gần mặt đồng hồ nha. Dây còn rất là đẹp nè. Cần xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo giúp em. Vỏ của đồng hồ và máy của đồng hồ đều làm made in Japan. Chỉ cần các bác cho địa chỉ là em xếp hàng tận nơi nha. Đồng hồ nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt kim giờ, kim phút trên đồng hồ này là kim dạ quang, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Ban đêm á, mình muốn biết mấy giờ mình lật cổ tay lên nhìn vào kim đồng hồ là sáng bon này. Rất là tiện cho các bác đeo và theo dõi giờ nha. Đồng hồ còn rất là đẹp đúng không? Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 8, giá bán là 500.000. Đồng hồ này kháng nước nha. Size của đồng hồ là 37 cả núm. Mình cùng quay gần mặt đồng hồ. Em đã test giờ chạy chuẩn, hoạt động ok nên các bác yên tâm mà sử dụng. Giá chỉ có 500.000 và bên em bao luôn phí ship nha. Khi các bác nhận hàng sẽ không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Tiếp theo đây là đồng hồ có mã số 7, giá bán là 650.000. Size của đồng hồ là 35 cả núm. Cọc số, kim giờ, kim phút đều là dạ quang, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm hoặc là ga nắng. Đây, mình cùng xem kỹ mặt đồng hồ nha. Vỏ và bộ máy của đồng hồ đều là made in Japan. Đồng hồ này giá chỉ có 650 thôi nha.